Em xin chào thầy, chào các anh chị trong nhóm của thầy. Em xin tự giới thiệu về bản thân. Em tên là Nguyễn Hùng Xuân, sinh năm 1978. Hiện tại thì em đang ở khóm 4, Càng Long, thành phố Trà Vinh. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu đã cho em vào nhóm của thầy. Và cảm ơn các anh chị em trong nhóm. Em đến với YouTube là trên một ngày tình cờ em đến YouTube là em xem clip của thầy hướng dẫn về là cách làm YouTube 2017. Em lần đầu tiên em thấy video của thầy thì em cũng thích và đã tìm hiểu và học hỏi những cách mà thầy chia sẻ. Thì trong năm qua thì em cũng đã làm theo hướng dẫn của thầy và cái kênh cũng đã được bật kiếm tiền. Nhưng vì cái kiến thức của mình nó còn hạn chế và không có được mà như các anh chị em đi trước, mình cũng vừa tập vừa học vừa làm cho nên cái kênh của mình cũng không được thành công cho lắm. Và được may mắn thầy đã chọn và đã đưa em vào nhóm của thầy. Em rất vui và rất hạnh phúc. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Tuy rằng là